Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn video clip để mà giới thiệu anh em về một cái sản phẩm mới từ kênh của kênh sáng tạo.com của anh Thắng. Thì vừa rồi có đặt một vài cái sản phẩm của anh Thắng mình thấy rất là hay ho, thú vị để mà hôm nay mình sẽ lên clip mình test cũng như là giới thiệu cho anh em. Anh em nào thích thì mình sẽ để link bên dưới để anh em mua nha. Đây kênh sáng tạo mình khoái quá trời quá đất luôn, rất là đẹp luôn. Thì đây là một cái sản phẩm mình cho là rất là hay ho và thú vị mà anh em sẽ cần đây. Thì riêng bản thân mình thì hiện tại những cái mẫu sạc dự phòng nhà mình thì mình sản xuất mình bán mà, cho nên sạc dự phòng thì nhà mình rất là nhiều, điển hình như cái này. Nói chung là bữa trước mình gom chắc 5-7 cục sạc dự phòng mà. Nói chung là số lượng rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái sạc dự phòng nữa. Nãy vừa rồi anh Thắng đã chia sẻ đây, ráp bằng cái mạch này. Thì cái mạch này là mình đặt trên Shopee nha, mình đặt mấy cái về test thử thôi. Nếu mà mình xài mình cảm thấy ổn định ngon lành thì mình sẽ đặt hàng thêm bên bác Thắng, có thể là về mình ráp thành phẩm. Mình ráp là thành phẩm như này, anh em ở gần gần thì mình có thể share lại cho anh em nha. Còn anh em nào thích tự ráp thì có thể mình sẽ để cái liên kết bên dưới để anh em bấm vào mua trực tiếp luôn. Ấy về tự ráp tự chế tạo. Cái này thì in đồ kích thước nó chuẩn hết rồi. Cái mạch thì mình chỉ cần đặt đúng cái mạch về, đặt vào hàng dây cái là thôi là xong, rất là đơn giản. Tí xíu nữa mình sẽ hàng một hai cái bộ mới nữa để anh em tham khảo chơi nha. Đây, test thử luôn. Dễ lắm em. Thì cái mình cần là một cục pin Makita chân phổ thông, giống thế này, Makita chân pin phổ thông này. Ở đây là mình có cái bộ 15 cell. Đó. Thì nhà mình là pin Makita chân phổ thông này rất là nhiều. Và mình biết rằng rất là nhiều anh em cũng có cái mẫu pin dạng này. Đã, thì thay vì một cục pin này không mình để mình xài máy khoan, máy bắn vít, thì bây giờ mình thêm một chức năng nữa là làm sạc dự phòng. Đấy. Mình đang dự định là trong cốp xe mình sẽ để một cục sạc này. Để một cục pin này kèm với cái này đó. Đóng cái ngàm lại giống như là một mình gài cái máy khoan đó anh em. Đây, bỏ cái này lấy ra nè. Đó. In thì rất là đẹp rồi. Trời ơi, mình thấy cái độ hoàn thiện nhựa rất là đẹp. Mình khoái quá trời luôn. KST kênh sáng tạo. Mà Thắng còn gửi cho một đống cây sticker này, mình không biết dán chỗ nào, mình dán đại hai cái. Còn nhiều lắm. Rồi ok, test thử anh em coi nha. Ở đây nó có hai cổng, một cổng USB và một cổng Type-C. Thì cái mặt này nó có hai cái phân loại, một cái mọi loại, hình như là một loại sạc nhanh, một loại sạc siêu nhanh gì đó, bao nhiêu tầm 100W gì mình quên mất rồi. Nhưng mà mình mua đại hai ba loại. Vừa rồi ráp một cái rồi. Đây. Mình cắm vô test luôn này. Với những cái này thì mình sẽ tận dụng được cái nguồn cục pin. Đó, báo sạc nhanh này nè. Sạc nhanh, cổng này sạc nhanh. Thì những cái mẫu này nó nạp pin vào điện thoại rất là nhanh nha. Nói chung là tiện lợi tiện dụng á, mình thấy cũng hay. Ví dụ như trên bàn làm việc thì mình đặt một cái, nhiều khi điện thoại hết pin nè, kẹp vào chơi luôn. Ồ, tiện gọn nhìn cũng chất. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp. Mình quay lại cái quá trình ráp cái bộ mới để anh em tham khảo nha. Trên cái mặt này nó sẽ có hai cái chân nè, trừ với cộng nè. Trừ nối vào chân âm của cái ngàm kia, cộng nối vào chân dương. Thì anh Thắng đã đánh dấu rồi, rõ ràng hết rồi, dễ lắm. Để sạc ra bằng hai cổng, cổng Type-C và cổng USB, tiện nha. Hai cổng thì rất là tiện. Đặt mấy màu, màu xanh nè, màu đen nè. Đấy, bác còn cho một đống cái sticker quá trời quá đất luôn. Rồi giờ tiến hành gỡ ra ráp thôi. Nhìn mây gió kia bay bay, cây nơi lòng này. In 3D mà hoàn thiện đẹp ha, quá trời đẹp. Này về chỉ hàng dây vô xài thôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cái mạch vào. Thì cái này nó gọi là cực kỳ đơn giản luôn rồi. Bây giờ chỉ cần đặt cái mạch vào hàng dây âm dương, rồi vít ốc lại là lụm thôi. À, bây giờ mình sẽ thử nha. Ở đây anh em thấy cái chân tay xi ở dưới này, USB trên, mình cũng đặt vào đúng vị trí. Đặt vào đúng vị trí là lụm thôi.
Đó. Y luôn. USB-C. Rồi, một cái. Trời, nó đơn giản đến mức vậy luôn. Không còn gì để nói. Đó. Khít luôn. USB-C. Rồi, đóng nàng cái là lùm thôi. Đấy, ok nha, bây giờ mình sẽ hàng dây. Bây giờ sẽ hàng dây vô. Chân âm nè. Là chân trừ nè, chân trừ nối vào trừ. Chân cộng nối vào cộng. Ở bên kia cũng y hệt vậy, nối một đoạn dây thôi. Dây nói chung là dây không cần bự lắm đâu, vừa phải là được rồi. Rồi, mời chị lên rồi. Bây giờ sẽ kiếm cái đoạn dây hàng qua là xong. Âm vào âm, dương vào dương. Rồi, xong luôn. Bây giờ sẽ ráp vô cái ngam để anh em coi thử nè. Đây nè. Đây. Cái chân lấy điện. Chân lấy điện. Cái khô pin Makita thực ra là cái hai chân âm dương này thôi. Âm dương này. Lấy điện nè. Đó, xanh lên. Đó, nhận rồi đó anh em, nhận rồi. Này là sạc điện thoại được rồi. Đó, sạc nhanh luôn nha anh em. Sạc nó báo đèn đỏ nè. Sạc nó báo luôn cái đèn đỏ. Còn không sạc nó chỉ có đèn xanh thôi. Mình rút ra này, cái đèn xanh thôi, sạc báo đèn đỏ. Đó, ok. Đó là thành phẩm, bây giờ sẽ tiến hành vặn ốc lại là ngon lành thôi. Đây nữa, bên này cũng đóng lại cái là xong. Đó. Một bộ. Rồi ok anh em nha. Đây đã hoàn thiện được hai bộ rất là nhanh đúng không? Thì cái mẫu này là làm là cực kỳ đơn giản rồi, không còn gì phải nói. Ở trong có logo KST cần sáng tạo nè, đó. Ngoài này nè, ý hai màu, ba màu. Để ở đây mình đặt ba màu để dành mình xài luôn. Đó, ok anh em nha. Thì mấy anh em nào mà thích một cái sạc dự phòng mà nó nhỏ gọn, đấy siêu nhỏ gọn để mình tận dụng cái cục pin ở nhà mình, thì anh em có thể tham khảo cái này nha. Quá chất lượng luôn. Đó. Cái ngàm gài rất là nhẹ nhàng anh em. Đúng khớp luôn rồi. Đấy. Chất luôn. Ok, video hôm nay tạm dừng tại đây thôi. Anh em nào thích cái video này thì cho mình một like, một subscribe đăng ký kênh nha. Ok, cảm ơn em.